em có chắc là không ai phát hiện ra tao với em trốn ra ngoài phủ không? Quan biết cô ra ngoài thì cũng chẳng sao, nhưng còn em chắc no đỏ mất. Hay cô ơi, cô thương em, cô em mình vào phủ đi cô. Em cứ phải lo xa, hàng ngày em thấy cha đối xử với ta như thế nào? Cha luôn ân cần chăm sóc cho cô, nhưng còn với em, ánh mắt quan sắc như dao ấy, em sợ quan lắm. Cha ta bề ngoài thì tỏ ra nghiêm khắc, nhưng trong lòng cha ta là một người tốt. Em yên tâm, có ta ở đây bảo vệ em. Nào, chúng ta đi thôi, kẻo bị phát hiện mới cơ. Nhưng bây giờ cô muốn đi đâu ạ? Cải trang là nam như thế này rồi thì đến tiểu lầu để xem ngày Tết ở đấy có gì vui. Mấy tên lính này, em đã lo liệu hết chưa? Cô yên tâm, em lo liệu xong hết rồi cô. Thế thôi, đi thôi. Quan ở đây mà bảo ai chết? Quan ở đây mà bảo ai chết? Không phải là quan chết mà là tôi chết. Sao anh lại bảo thế? Có chuyện gì? Cháy nhà hay có ai khởi kiện? Bảo họ là quan đang ngủ, hiểu chưa? Giờ vẫn còn ngủ nghe gì? Chết đến nơi rồi. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói thế làm sao tôi hiểu? Nói ra xem nào. Cô làm sao? Cô làm sao? Cô mất tích rồi. Cái gì? Cô mất tích. Cô mất tích? Ôi giời, Quan ơi, có chuyện lớn rồi. Quan chuyện gì thế? Cô. Có gì thì bình tĩnh thôi. Quan ơi, cô làm sao? Quan ơi. Sao? Anh nói. Cô mất tích rồi Quan ơi. Mất tích à? Quan ơi, Quan trả tôi. Con đi tìm suốt từ chiều giờ không thấy cô đâu. Biết ngay mà. Lại trốn ra ngoài rồi. Các người cho lính tìm con ta về đây. Tìm mau. Đi luôn. Con đi tìm luôn. Con đi sạc cái. Đúng rồi. Con dại cái mang. Được chữ nào đâu mà rượu. Rượu cơ. Đọc một chữ đi. Ăn. Ta không cho ăn thịt. Không cho ăn thịt, cho ăn xôi thôi. Rượu cơ. Rượu này nhá, không phải của anh. Rượu cơ. Con mời thầy và mọi người xơi rượu con vừa hâm ạ. Đưa cho thầy. Sao cơ ạ? Cô bảo ai hâm ạ? Dạ không, cháu nó hâm rượu để cho tôi uống à. Thế thầy khóa đâu nhỉ? Vâng, ông ấy đâu ạ? Chắc ở nhà em đang ở ngoài vườn. Thế ạ? Cây cảnh đấy ạ. Ôi, sao mà đã giàu cái gì cũng đẹp. Cây cảnh cũng làm cho người ta mê mẩn ấy ạ. Thế ạ? Để em gọi. Thôi con cho anh học đi nhá. Dạ, xong rồi. Rồi, để đây cho thầy. Ok. Minh ơi! Đi vào trong này nhanh lên, không ông bà chờ đấy này. Dạ. Nhanh lên Minh. Chào ông. Chào ông bà. Dạ. Mời thầy khóa dạ. Ngồi ạ. Mời ông ngồi. Dạ, vâng, cảm ơn ông. Chả là thế này. Dạ. Hôm nay là vợ chồng tôi có một chút gọi là tình cảm nho nhỏ bằng cái mâm cơm này mà. Mời ông bà. Vâng. Cảm ơn cái vụ thằng cháu. Đây. Tôi mời ông bà. Đây, mời thầy khóa ăn miếng thịt này. Mời bà. Đúng dạ. Nhà tôi thịt nhiều lắm. Vâng, thầy khóa cứ mạnh dạn ăn đi. Vâng, ông bà cứ tự nhiên đi ạ. Em là tôi có một cái cảm giác là nhà ông bà chả có gì ngoài thịt đi bà nhở. Vâng, đúng đấy ạ. Vâng. Cảm ơn bà. Dạ. Bà cứ để cho chúng tôi tự nhiên. Dạ. Tôi vốn là thư sinh, cho nên việc ăn uống cũng có chừng mực. Mong bà đừng ép. Tôi có nghe nhà tôi nói, ông đã có công cứu giúp con trai tôi. Đúng. Vậy thì ngày hôm nay
vợ chồng tôi làm mâm cơm này để gọi là mời ông bà, để tạ ơn ông bà. Đúng. Vậy thì là tôi có chén rượu mời ông ạ. Tôi có công cán gì đâu, chẳng qua là ý trời thôi. Sao ông lại nói thế? Rồi sao mình lại nói như thế? Sao lại ý trời? Đúng, thầy quá cũng khiêm tốn. Nhưng mà công nhận ý, đúng là ý trời, cho nên là thằng Hiền nhà mình ý, nó mới thoát được cái vạ làng đấy. Đúng. Ý là mà... sao? Ý trời nghĩa là sao ạ? Ý trời cho nên là cháu nó mới thoát được vạ làng ấy. Thì chứ không phải là... Không, không. Nhưng mà nói gì thì gì, không phủ nhận được cái công lao to lớn của thầy Khóa đã giúp con trai mình. Dạ vâng, đúng đấy ạ. Ít ra là bà còn biết điều đấy ạ. Đúng rồi, chính vì thế mà hôm nay vợ chồng tôi có một chút gọi là thôi thì tấm lòng nhưng mà cũng nặng ra phết. Bà ơi. À dạ, em xin biếu bác ạ. Bác cầm cho vợ chồng em vui. Bác cầm đi ạ. Vâng, nặng lắm cơ. Bác cầm. Đây. Bác cứ cầm đi. Dạ thưa bà. À sao? Chuyện là thế này bà, để tôi xin thưa. Bà cứ nói, tôi đang nghe. Vâng. Ông bà không cần phải khách sáo quá đâu ạ. Vì tình làng nghĩa xóm, có việc gì đã nói thế nào thì cứ thế mà làm ạ. Bà có còn nhớ khi bà tất tha tất tưởi chạy ra nhà tôi, bà nhờ chồng tôi đi cứu tội cho con bà. Bà đã hứa là bao giờ chồng tôi gỡ được sạch tội cho con bà thì bà sẽ xóa nợ hết tất cả cho chúng tôi. Ý tôi là chỉ muốn bà nói thế nào thì bà hãy làm như thế. Chứ vợ chồng tôi thì xin phép không nhận cái số bạc nhỏ này gửi lại bà. Kìa bà. Để tôi. Kìa bà. Sao kèo nào? Tôi nhớ rồi. Chuyện là thế này. Chả nói giấu gì ông bà, tôi tâm sự thật nhá. Gia đình tôi ấy được cái cơ ngơi lớn như thế này ấy, là tôi đã phải chắt chiu, tôi dành dụm, tôi làm bao nhiêu là công sức tôi mới có được cái cơ ngơi như thế này. Thế cho nên là bỗng dưng tôi không thể cho không ai cái gì. Sao lại là cho không ạ? Ôi trời ơi, thế, ông bà sao đi, đừng có căng thẳng quá. Mời chuyện là thế này này. Thật ra ấy thì tôi đang muốn nói cái công sức của thầy Khóa ấy, là vợ chồng tôi không bao giờ có thể quên được. Đấy, chính vì không có thể quên được cho nên là nhưng mà thôi thì ông bà cũng phải thông cảm cho tôi. Vợ chồng tôi chỉ có thể trả ơn bằng cái gói bạc này thôi. Nhận nợ tôi nhá. Thế thì tôi mong ông bà hiểu cho. Thế còn cái việc xóa nợ ấy là điều không thể nhá. Ăn nói đi. Mọi người ăn đi. Thì mình cái số bạc này cũng được 1/3 cái số nợ rồi. Dạ. Thưa ông bà, xin ông bà cứ cầm lấy số tiền này coi như là chúng tôi đã trả được 1/3. Còn cái số còn lại thì lúc nào có thì tôi xin gửi tiếp ạ. Không ạ, như thế làm sao được ạ? Bà đã hứa với chúng tôi một đằng, sao bây giờ bà lại dở mặt? Thế là thế nào? Kìa bà, công của thầy Khóa cũng lớn lắm đấy. Thôi, xóa nợ đi. Xóa đi, xóa thế nào? Để đến tôi xử lý. Kìa. Vợ chồng tôi làm gì mà bà khóc ạ? Chuyện là thế này, chả nói giấu gì ông bà, chúng ta vay nợ nhau ấy là chúng ta có điểm chỉ tử tế, đúng không? Mà đã vay là ta phải trả. Mong mọi người thông cảm. Cái công lao của vợ chồng nhà bác ấy là tôi đã trả bằng cái số bạc này rồi. Làm sao mà tôi có thể xóa nợ được? Mong mọi người thông cảm cho tôi. Vâng, như thế cũng được. Nhưng tôi cũng nói để cho ông bà biết là lần sau nếu mà ông bà có nhờ và Khóa tôi việc gì thì công xá sẽ không phải là chỉ số nợ không đâu ạ. Ôi dào ơi, chuyện đấy khi nào đến thì hẳng hay. Cấm, mà tôi nói thật nhá, tôi chỉ sợ là lúc đấy con tôi đã làm rể của quan chánh tổng rồi ấy, thì
có khi ông bà phải đến nhờ cậy gia đình nhà tôi ấy nhỉ. Ôi giời ơi, tôi sợ bà quá bà Hòa. Lúc trước ấy tôi thấy bà khóc ấy, như hôm bà tắt tuổi chạy sang nhà tôi thì bà loáng một cái bà dở mặt ngay được. Trần đời tôi chỉ có nhà bà bắt nạt nhà tôi thôi. Dạ thưa ông bà, như tôi đã nói, cậu Hiền nhà mình có tướng là làm trạng nguyên. Nếu mà được làm con rể của quan huyện thì mới môn đăng hậu đối. Ông bà chớ vội. Thôi, chúng tôi xin phép bà chúng tôi về. Lúc về đấy, tiền nó không chỉ là một góc này hay là xóa nợ nần đâu bà. Xin phép ông bà vợ chồng tôi về. Xin phép okay, ông bà. Ông ở lại uống rượu với tôi đấy chứ. Anh đi, nhìn cái gì? Ông tính thế nào? Thế nào là thế nào? Nhưng mà cái ông khóa còn này nói đúng nhỉ? Đúng cái gì? Biết đâu thằng Hiền con mình nó đỗ trạng. Mà nó đỗ trạng nhá, ai lại gả nó vào nhà của quan tổng? Đúng. Không môn đăng hộ đối. Đúng rồi. Nó mà đỗ trạng ý thì chí ít cũng phải gả nó vào nhà quan huyện. Thế mới môn đăng hộ đối. Dạ, em chào quan khách ạ. Em mời quan khách vào uống rượu nhé. Và chúng em phục vụ nhé. Ta đừng nói nhiều, kẻo lộ. Nhưng cô ơi, nhưng vào đây làm gì thế ạ? Em sợ lắm. Sợ? Em lúc nào cũng sợ. Có ta ở đây rồi, em việc gì phải sợ. Nhìn đây, hôm nay ta mang rất nhiều bạc. Chị Xuân ơi, chuẩn bị ra đón khách quý nha. Dạ, em chào hai con khách ạ. Ôi, quý khách trong tuần tuổi đẹp trai quá. Hôm nay công tử muốn dùng gì để chúng em phục vụ ạ? Cho ta một nậm rượu, một con gà và hai cô gái đẹp. Có ngay. Mời quan khách. Mời quan khách. Các em ơi, gà rượu thịt nào. Mời quan khách. Các em ơi, mang rượu ra đây nào. Mời quan khách ngồi. Quan khách ngồi đi. Tuyệt vời, xin mời quan khách hết mình với em. Ôi, thôi thôi, ta không biết uống rượu. Ơ kìa, cô quan đừng khách. Ép ta. Quan khách dừng chút đi. Cô đừng động vào người ta. Để theo tự quan nhiên. Quan khách. Ấy ấy, cô em, bạn ta là người từ vùng xa tới đây nên chưa quen với tử này. Mong cô đừng ép. Nam công tử đây khôi ngô tuấn tú, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe. Phải là công tử nhà quan rồi. Vậy công tử đây không uống, tiếp mời chàng một ly. Mời công tử. Mời chàng uống thay. Rượu ngon, gái xinh, sợ gì mà ta không uống. Nào, uống đi. Kia Tiêu. Công tử uống ít thôi kẻo say ạ. Rượu ngon. Dạ vâng, đây không phải là rượu bình thường đâu công tử à, mà là mê hồn tiểu đấy. Uống một ly thôi là hồn phách lên tận mây. Uống thôi mà. Công tử uống đi. Chút đi. Thôi. Nàng cứ để ta tự nhiên. Nào, uống. Đó. Thôi. Nào, công tử uống chút đi. Tự nhiên mà. Uống một chút.
thôi mà công tử. Kìa công tử. Kìa công tử. Công tử uống một lần thôi. Chén đã hồn phách lên tận mây rồi thế. Công tử, chị ơi bây giờ phải làm gì ạ? Kiểm tra, chứ còn làm gì? Có nghĩa là sao? Công tử... Nàng là ai? Sao nàng đẹp thế? Sao ở đây nhiều tiên nữ thế? Mình là tiên đấy. Tao nóng quá. Để tiên cởi áo cho chàng nha. Cái này thiết vệ cho chàng lên mây. Để tiên giúp chàng lên mây nhá. Các người thật to gan, có biết đây là ai không? Ta bị oan, ta không biết. Đi cho tao về phủ. Đi. Ta không biết. Cô xin phải thao. Đi. Tiểu thư có sao không? Rồi. Nào, lại đây. Rồi, tiểu thư còn say à? Cái gì? Theo em về phủ. Có cái chuyện gì thì nói đi. Dạ con xin quan ạ. Con biết tội con rất lớn, nhưng vì thương cô nên con đành. Con gái ta, ta biết tính nó, nhưng ta nói để cho ngươi hiểu, nếu con ta mà xảy ra chuyện gì thì không ai có thể đền tội được đâu. Đừng để ta nổi nóng. Lên. Dạ. Thằng con xin quan ạ. Lôi ra ngoài. Đánh cho ta 15 roi. Dạ. Thằng con xin quan ạ, con lại quan ạ. Đi. Ra ngoài. Đi. Cảnh ở đây thì cũng đẹp đấy. Nhưng mà không bằng một phần phủ cha con mình. Đấy, anh kia. Ừ, dạ, tại sao anh lại đánh cô gái hả? Ừ, kìa cha, con biết rồi. Chắc là nhạc phụ đại nhân ấy, thấy cha con mình đến thăm nên đã chuẩn bị ả đào này để hát mừng. Nhưng mà cái ả đào này hát không ra gì nên là đánh đòn. Ừ, có nghĩa là thế. Mà hát dở thế này thì phải nện thêm nhiều roi vào. Ý hát này hay đấy. Nện thêm vào. Đến. Dạ. Nhạc phụ đại nhân đã chuẩn bị thịt chưa? Ôi, dạ, chuẩn bị hết rồi ạ. Chuẩn bị rượu chưa? Rượu có đầy đủ rồi ạ. Thế con gái? Đây. Con trai, mình đến đây là để lấy vợ cơ mà. Ừ. Cha không nhắc thì con không nhớ. Nhưng mà ngài có phải là quan huyện bên không ạ? Mày trông mà mày không biết à? Không biết à? Con chào quan ạ. Thằng kia. Này, mày gọi ai đấy? Con gọi thằng lính ạ. Thế thì được. Còn 5 roi nữa. Đánh nó đi. Đúng. Đánh nữa vào, ta rất thích nghe tiếng khóc. Dạ thôi thôi, con mời quan với cả công tử vào ạ. Đi. Đánh đủ nhá. Dạ mời quan với công tử ạ. Dạ bẩm quan, có quan tri phủ huyện bên muốn sang gặp ạ. Xin chào, xin chào. Xin chào. Hôm nay ta có khách quý. Con đem tất cả những đồ ngon ra đây cho ta. Rồi, xin chào. Xin quan bạn an tòa. Rồi, xin cảm ơn đã lâu ngày không gặp quan bạn. Thế độ này sức khỏe ra sao rồi? Ồ, xin cảm ơn. Tôi khỏe. Kể từ ngày chia tay nhậm chức, tôi và quan
không có dịp đoàn viên. Đấy. Nay lại là dịp Tết. Lại đúng ngày hẹn ước. Nên cha con tôi đến đây gọi là có chút quà biếu nhỏ. Trước là biếu bạn, sau là kết duyên. Chẳng hay đây là... Dạ, kính chào nhạc phụ. Đúng. Con xin tự giới thiệu. Con là Bạch Công Tử. Hôm nay ngày đẹp tháng lành, con đưa cha con... Cha dẫn con tới đây là để thực hiện lời hẹn ước từ thuở mới sinh. Nó là con trai duy nhất của tôi. Nay đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Mà lại nhớ những cái lời hẹn ước của chúng ta từ ngày xưa. Nên tôi đưa nó đến trước, gọi là bái kiến ông. Và sau đó thì để cho hai đứa lên chồng vợ. Thôi thôi được rồi. Thế này, xin mời ông ly rượu. Này, còn nóng nguyên nhé. Cái rượu mà tôi và quan quản ấy thì là cùng đã thưởng thức với nhau ngày đi thi ở trên kinh thành đấy. Thế nào? Xin mời. Ôi rồi, vẫn nóng đấy à? Nóng lên đi. À, cái này tôi nhớ rồi, gọi là tiểu hảo. Xin mời ông. Rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thế thì bạn lại cầm chén để tôi rót cho bà. Thế thế chứ. Nào, anh em mình vẫn như xưa nhỉ. Rồi, xin mời. Tôi uống nhé. Ôi giời ơi, tuyệt. Để tôi lại mời quán bạn. Trời ơi, trời. Cái gì? Không có rượu gì hết, không có tôi bạn gì hết. Thế còn đám cưới của con thì sao? Bình thường, bình thường. Nhá. Cái việc... cái việc hôn ước ấy là cái chuyện hệ trọng vậy. Hệ trọng. Thôi được thế này. Quan Hoàng với lại công tử đây chắc đi đường cũng đã thấy mệt. Vậy cùng ta thưởng thức ly rượu và ăn những cái món ngon nhất của phủ này. Thôi được rồi. Rồi, rồi nghỉ ngơi. Mai ta nói chuyện này. Mai. Đúng. Bây giờ ấy. Đây. Đúng rồi. Mai ta nói chuyện là bạn rót cho tôi. Nhạc phụ rót cho con. Rót. Dạ, kính nhạc phụ à. Tiểu Hảo. Em sao thế? Em thấy cô ơi. Ta đang ở đâu thế này? Sao đầu ta đau như bố bổ? Em sao thế? Cha ta đánh đòn em phải không? Ta xin lỗi em. Đau lòng quá. Tất cả lỗi tại ta. Nếu như lúc đó ta không uống ly rượu quỷ quái ấy. Khổ thân em tôi. Thôi, cô đừng lo. Chắc một hai ngày là em khỏi thôi mà. Mà cô ơi, hôm nay em thấy có quan huyện bên dẫn theo một tên công tử đến gặp quan, hình như là hỏi cưới cô đấy. Cái gì cơ? Em vừa nói cái gì? Hỏi cưới ta? Không đời nào. Ta vẫn chưa muốn lấy chồng. Nhưng em nghe mấy cô hầu nói là quan và quan bên đã có lời hẹn ước với nhau từ lâu rồi. Em e là lần này cô không đồng ý thì sẽ khó cho quan.
Không, nhất định Phấn Khanh ta không bao giờ lấy hắn. Ta tin cha ta sẽ không bao giờ ép duyên ta. Em cũng hy vọng thế. Chứ tên công tử kia vừa xấu vừa hống hách, là em có không lấy hắn, hắn làm sao xứng đáng với cô được. Nàng đến thăm ta nhỉ? Vợ của ta Phấn Khanh. Phấn Khanh ơi, vợ của ta, nàng ơi. Phấn Khanh, Phấn Khanh của ta, rượu anh hùng tiểu ta đã uống hết rồi. Bây giờ ta rất là dạo dực. Chàng làm gì mà để thiếp đợi lâu thế? Tin thiếp như muốn rớt ra ngoài vì nhớ chàng rồi. Sao? Ôi Phấn Khanh, Phấn Khanh, nàng làm gì thế? Mắt ta hoa rồi, nàng chạy ta không bắt được đâu. Phấn Khanh, ngồi xuống đây. Phấn Khanh, chàng cứ bình tĩnh. Qua đêm nay thiếp đã là người của chàng. Nào, lại đây với thiếp. Phấn Khanh ơi, Phấn Khanh, cho ta hôn nàng một cái. Bố muốn giết thằng con trai duy nhất của bố à? Gãy lưng con rồi. Mà bố tưởng chân bố quý báu lắm đấy. Không quý báu thì làm sao mà được cắn tao? Con đâu có cắn, con đang hôn vợ con. Trong giấc mơ của con, Phấn Khanh là cô dâu, còn con là chú rể. Ôi đau quá, gãy lưng rồi. Thôi rồi, mày tha lỗi cho bố. Sáng mai trời sáng đẹp, con sẽ có cô dâu Phấn Khanh. Bây giờ không phải cần mơ lung tung gì cả. Thôi đi ngủ đi. Ngủ làm sao được nữa mà ngủ. Bố làm gãy lưng con rồi, không ngủ nữa đâu. Thôi được rồi, thì đã bảo rằng là xin lỗi rằng còn gì nữa. Thôi đi ngủ đi. Ước gì lại mơ được một nàng Phấn Khanh.